Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tiếp cận với mặt trận K, tên ký hiệu của mặt trận Campuchia, cuộc chiến đấu gian khổ hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam được tái hiện phần nào qua hồi ức chiến trường ca của tác giả Trần Ngọc Phú, qua những câu chuyện đứt đoạn, rời rạc của ký ức những cựu chiến binh ca. Vì sao chúng ta phải vượt biên giới Campuchia chấm dứt cuộc chiến bất đắc dĩ này, phần nào được lý giải qua hồi ức chiến trường ca. Hồi ký Hành trình qua cánh đồng chết của nhân chứng, cô gái Campuchia Chanrithi Him đã cho ta cái nhìn từ bên trong cuộc sống của nhân dân Campuchia thời Khmer Đỏ trị vì với cái tên mỹ miều Campuchia Dân Chủ. Để cùng tìm hiểu thêm về mặt trận này, UinWin Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một hồi ký có tên Đường vào Phnom Penh của tác giả Bùi Cát Vũ. Đường vào Phnom Penh được Bùi Cát Vũ viết xong ngay sau khi giải phóng Phnom Penh năm 1979. Khi đó, ông ở cương vị Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, phụ trách Bộ Chỉ huy Tiền phương Quân đoàn cùng Sư đoàn 7 tiến vào Phnom Penh. Ông là người từng chiến đấu trên địa bàn Campuchia trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây. Số hóa cuốn này có sự tham gia của Rồng Xanh, Bộ đội Búc Kết, Hát Lan Anh, Ông Bờm F2, Con Ti Hiên và Bình Yên 1960. UinWin Việt Nam trân trọng giới thiệu. Ngày hội của lính. Chiều 5 tháng 1 năm 1979, đoàn xe chúng tôi phóng như lao trên đường số 1 đến ngã tư Pa Sát, ngoặt trái vào một đường đất đỏ, rồi dừng lại trước cổng ngôi nhà ngói hai tầng. Trên xe nhảy xuống, ai nấy đều lấm đầy bụi từ đầu đến chân, lông mày lông mi, mái tóc bạc phếch trông đến buồn cười. Trời nóng như nung, không một tí gió. Anh Dũng, tư lệnh đoàn 7, tươi cười xua tay, nói với mấy chiến sĩ vệ binh đang xoay trần đào công sự dưới gốc cây vũ sữa. Thôi, tạm tạm thôi các cậu, lợi dụng hầm cũ được rồi, ghé một chút rồi lại đi ấy mà. Năm hôm nay, từ khi đoàn 7 vào chiến dịch, đã chuyển sở chỉ huy 6 lần, chưa chỗ nào dừng lại quá một ngày đêm. Một chiến sĩ vệ binh gạt mồ hôi chán, tủm tỉm đáp: mệt mà vui thủ trưởng ạ, chứ cứ ở lì một chỗ như mấy tháng mùa mưa, chán quá, phải không thủ trưởng? Anh Dũng nhăn mặt cười lẩu bẩu: cậu này lém thật. Tôi biết anh vui lắm. Tính anh ít nói, những lúc tình huống khó khăn anh suy nghĩ nhiều, lại càng ít nói. Không khí trong sở chỉ huy rất rộn rịp. Anh em tất bật triển khai cho công tác chỉ huy, chuẩn bị cho cuộc họp vào 7 giờ tối nay, lo bữa ăn chiều. Mấy hôm nay sở chỉ huy tiền phương của binh đoàn đi cùng với sở chỉ huy đoàn 7 để kịp thời cùng nhau xử trí tình huống diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp. Anh em tác chiến phân công tôi ở gian nhà ngói trệt bên cạnh ngôi nhà hai tầng. Ở đây, đêm qua còn là sở chỉ huy sư đoàn 805 của Pol Pot. Trong nhà bày biện đủ thứ, giường, đi văng, bàn ghế thuộc loại đắt tiền. Xung quanh nhà còn những đống lông gà bốc hơi, da bò nhầy nhụa máu, bếp còn ngốn lửa. Tài liệu giấy tờ bị đốt cháy lam nham, phảng phất một mùi khăn khẳn rất khó chịu. Trong lúc chúng tôi đang nghe trực ban tác chiến cử báo cáo về tình hình phát triển của các trung đoàn, thì anh Phức, chủ nhiệm hậu cần sư đoàn, từ ngoài đường vào. Như một chủ nhiệm hợp tác xã hoàng hóa mới đi thăm đồng về, anh nói bông lông: chu choa, đích thị là hậu cứ sư đoàn 805 rồi, đủ thứ, kho lúa, kho muối, nhà máy xay sát, hai khẩu 105 còn nớ. Mà xe thì các bố nhót đi mô mất rồi. Anh Thẩm, chính ủy đoàn, nói gạt ngang với giọng nghệ tĩnh nặng nặng nhưng dễ nghe: hậu cần của ông phải giữ những thứ đó, phân phối lúa muối cho dân, đừng để bộ đội bận bịu mà chậm mất. À, nghe nói anh em vừa đem được thực phẩm ở hậu cứ lên, có đúng không? Báo cáo, có đấy ạ. Đường một vừa thông thì anh em vọt lên ngay, có đủ bò, heo, gà, vịt, rau, cá, đủ thứ.
Chúng tôi chưa nghe hết lời nói đầy tự hào nghề nghiệp của chủ nhiệm hậu cần Phức thì xe anh Ngọc Anh, phó tư lệnh, và anh Vịnh, phó chính ủy, về đến. Hai anh vừa chắt cạn bình trà mới châm, vừa báo cáo với chúng tôi những trận đánh rất hay của tiểu đoàn 2 xe tăng và đoàn bộ binh 14 hồi trưa nay. Các sư đoàn của địch từ đường 10 và hướng Svairieng rút chạy về Niếc Lương. Chúng tổ chức ngăn chặn ta từng tuyến, chúng lợi dụng bờ đê và làng mạc phía đông cầu Công Pông Trà Bét bố trí tuyến phòng ngự. Cán bộ và trinh sát trung đoàn 14 đi trước, phát hiện được toàn bộ đội hình của chúng. Khi xe tăng của ta đến ngoài tầm pháo bắn thẳng, thì trung đoàn 14 đã bọc vòng hai cánh luồn ra phía sau địch. 5 chiếc xe T-54 đi theo đường 1, 8 chiếc M-113 chia đôi đi cặp song song hai bên bờ ruộng với T-54. Bằng 4 phát pháo, xe tăng ta tiêu diệt ngay 2 chiếc xe tăng PT-85 của địch bên trái, trong lúc chúng vừa bắn vừa tháo chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. 3 chiếc PT-85 của địch bên phải cũng bị T-54 ta bắn cháy 1 chiếc. Đồng thời, bộ binh và thiết giáp của ta xung phong như vũ bão vào trước mặt và hai bên sườn địch. Chúng hoảng loạn, bỏ 2 chiếc PT-85 còn lại tháo chạy. Các đồng chí kỹ thuật của tiểu đoàn 2 xe tăng ta vào lấy ngay 2 chiếc PT-85, dùng nó cùng với M113 truy kích địch. Địch tan tác, lớp chạy chết, lớp đầu hàng. Tù và hàng binh khai đủ cả thành phần các sư đoàn 805, 703, 221, 340 của Pol Pot. Sẵn đà, tiểu đoàn 2 xe tăng trở lên đường 1 chở bộ binh, mở hết tốc độ lên cầu Trà Bét để giành lại hàng ngàn dân bị địch lùa đi theo. Địch rất dã man, chúng bắt nhân dân làm trái độn giữa chúng. Từ trên dốc cầu Trà Bét, chúng bắn bừa xuống đám dân chúng. Nếu ta từ dưới đường bắn lên thì chết dân. Đồng chí Thuyết, trung đoàn trưởng trung đoàn 14, xử trí rất thông minh. Anh cho hai tiểu đoàn bộ binh luồn sau trong ruộng, vòng ra chiếm bờ đê hai bên đầu cầu. Còn xe tăng thì vừa dùng trọng liên bắn trên cao để tránh dân, vừa nhích dần lên cầu. Nhân dân lợi dụng chỗ ruộng thấp, men theo bờ đê hai bên đường lộ, chạy ngược về phía sau. Thế là ta vừa cứu được dân, vừa chiếm được cầu mà địch không kịp phá. Chúng bỏ lại hai xe Hoàng Hà và hai pháo 105. Báo cáo xong, anh Ngọc Anh còn nhắc đi nhắc lại mãi. Coi xe tăng và bộ binh hiệp đồng tấn công ban ngày sướng quá trời, đẹp như diễn tập. Xe jeep các đơn vị lần lượt về đến, có đủ các cán bộ quân sự, chính trị, hậu cần, bộ binh, pháo binh, phòng không, xe tăng, công binh, thông tin của đoàn và binh đoàn. Ngôi nhà ngói 2 tầng ở ngã tư Prasat này đêm nay lại thắt thêm một gút, nối dài chuỗi kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chiến đấu của chúng tôi. Trước khi vào hội nghị, anh Thấm mời tất cả đại biểu dự một bữa tiệc liên hoan. Anh bảo, ăn trước, họp sau ngon hơn. Chớ để họp rồi thì nôn nao không ăn được. Hậu cần sư đoàn 7 có thành tích và kinh nghiệm tăng gia sản xuất, cải thiện sinh hoạt cho bộ đội. Trưa nay, khi đường 1 vừa thông thì cá mè cá chấm có từ bầu đồng chư, từ đồng cỏ Phước Vĩnh, Phước Sang, heo gà vịt, từ trại chăn nuôi Lai Khê cũng đã theo chân bộ đội đến đây. Chiều nay tất cả đơn vị trực thuộc xung quanh sở chỉ huy đều được một bữa tươm tất. Những cuộc sum họp hiếm hoi ở mặt trận như thế này thường làm cho người ta nhớ dài. Anh Can, phó chủ nhiệm chính trị, thao thao nhắc lại những kỷ niệm năm sửa năm xưa. Có lẽ vì tôi ngồi đối diện với anh nên trở thành đối tượng của anh. Anh nhắc chuyện anh và tôi lọt vào ổ phục kích của Mỹ năm 1967. Chuyện chúng tôi chui xuống hầm ngầm trong nhà tên tỉnh trưởng Phước Long. Những chuyến đi của đoàn 7 ở tỉnh Thái Hưng, Đồng Xoài, Phước Long, Định Quán, Lâm Đồng, Xuân Lộc, Sài Gòn. Trong những năm 1974-1975. Rồi anh kết luận vừa tình cảm vừa triết lý. Không biết anh ba đi với F7 lần này có phải là lần cuối cùng chưa? Muốn hướng sang chuyện khác, tôi bảo, tôi nhớ mãi tụi mình bị lọt vào ổ phục kích của Mỹ ở Bù Đốp năm 1967. Mới đây mà đã 12 năm. Nếu chết
thì đến nay xương đã mục, thế mà anh thì cứ phây phây, trẻ đẹp trai như thường. Anh Can bật đứng dậy trịnh trọng. Báo cáo anh, tôi vừa có con rể rồi đấy ạ. Dù sao, tôi cũng thoáng nhớ lại ngày giải phóng tỉnh Phước Long của binh đoàn, chỉ còn thiếu một ngày nữa thôi là tròn 4 năm. Mỗi người một tí bia tráng bát nhằm nhè gì. Thế mà mặt anh Can như chói nắng chiều, anh say sưa chuyển sang đề tài khác. Đoàn ta mới khựng ở đường 10 có một hôm mà trên cơ quan binh đoàn có người tán với nhau là coi chừng đoàn 7 gặp cái dớp như Long Khánh trong chiến dịch Hồ Chí Minh đấy. Anh Dũng nhăn mặt lẩm bẩm, hừ, các bố chỉ được cái tán phét. Nhìn anh Dũng, tôi nhớ đôi vai lệch tròn vo suy sị của anh chạy đi chạy lại thâu đêm trên bờ đê ở ngã ba Săng Ke khi mà đoàn 7 đục một ngày đêm không thủng tuyến phòng thủ trên đường 10 của các sư đoàn Pol Pot mới cách đây 4 hôm thôi. Ở cuối bàn anh Nhạn, trung đoàn trưởng trung đoàn 209 trở thành chủ sướng nhóm dưới ấy, giọng khàn khàn như ngạt mũi. Anh kể chuyện hôm anh đến thăm một đám cưới ở ấp Phước Lưu vừa bị bọn Pol Pot tập kích làm chết mất cô dâu. Anh nói đang buồn nẫu ruột, lại có một đồng chí thiếu tá thương binh về hưu. Ông ấy trợn mắt quát bọn tớ: tụi Mỹ mà ta đánh còn phải chạy cong đuôi, đánh cái thứ chuột đồng này mà các anh làm ăn không ra sao hết, chán quá. Ức quá, nhưng chỗ bà con mình đông đành nhịn. May có cậu Nhẫn trợ lý chính trị, cậu ta kể về chuyện chuột đồng. Đại khái là ở miền Tây nông dân hay bắt chuột đồng cột rẻ, tẩm dầu vào đuôi nó rồi đốt. Chuột mang lửa khói chạy vào hang, làm cho chuột mẹ chuột con ngộp phải chạy ra, bị nông dân trổ bắt đem về nhậu. Trẻ con bắt chước làm giống như vậy, nhưng chuột nhà nó không chui hang mà mang lửa chạy lên nóc nhà, làm cháy cả xóm. Chừng đó cậu Nhẫn ta mới kết luận với đồng chí thiếu tá về hưu. Anh bảo quân đội Pol Pot là chuột đồng, nhưng chuột đồng có mang lửa đấy, mà không phải vài chục, vài trăm con đâu nhé, đến 200.000 con đấy. Hờ một chút là nó chui vào, cho nên phải vận động nhân dân xây làng ấp chiến đấu, tổ chức dân quân tự vệ cho chắc vào thì mới bảo vệ được xóm làng, tận diệt được chuột đồng chứ. Cậu ấy kể chuyện hấp dẫn lắm. Bà con cô bác tỏ vẻ thông cảm với bộ đội, còn đồng chí thiếu tá thì cười giả lả. Một chiếc xe reo chở đầy những chiến sĩ quân đội nhân dân cách mạng Campuchia cuốn bụi đỗ xịch trước cổng. Đồng chí lái xe Việt Nam thò đầu ra cabin hỏi: các đồng chí ơi, phòng chính trị ở đâu? Các chiến sĩ vệ binh thông tin đang lúi húi dọn bữa ăn trên sân gạch không đáp đồng chí lái xe mà reo ầm lên: chị Sa Vây, chị Sa Vây. Một số cán bộ trong bàn ăn của chúng tôi cũng buông đũa bước ra cửa. Anh Khải, chủ nhiệm chính trị, chạy ra đón một cô gái Campuchia từ cabin bước xuống. Anh Khải lùn thấp, cô gái đứng cao hơn anh nửa cái đầu. Không hiểu vì thẹn hay vì chói nắng chiều mà mặt cô gái ửng đỏ như trái dừa lửa. Theo hiệu lệnh của Sa Vây, các cô khác cũng lần lượt xuống phía sau xe. Các cô đều mặc áo bà ba xanh, quần đen mới, đội khăn rằn. Chiếc khăn rằn có nhiều tác dụng, dùng để tắm thay quần áo, đội đầu che bụi che nắng, và lúc cần như lúc này thì cắn hai mí lại để che mặt, chỉ chừa cặp mắt như phụ nữ Ả Rập. Anh em vệ binh, công binh, thông tin xúm lại, kéo nài mời cho được khách lạc đường dùng bữa cơm liên hoan với đơn vị mình. Anh nuôi chạy muộn đũa bát để mời Sa Vây, hai đồng chí nữa cùng ngồi chung mâm với chúng tôi. Sa Vây và đội công tác do cô phụ trách mới về đoàn 7 hôm mở màn chiến dịch, thế mà trong trung đoàn đều biết tên cô. Dạo tháng 6 năm rồi, có một đoàn gồm trên 2.000 người dân Campuchia từ Phrey Veng vượt biên sang Việt Nam. Chuyện đó đã gây xúc động mạnh trong quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Đoàn người phần lớn gồm ông già, bà lão, phụ nữ và trẻ em. Khi đến được Việt Nam, chỉ còn hơn 800 người. Trong lúc bị địch vây hãm trong rừng Tà Săng, có một người phụ nữ đã dùng chiếc khăn rằn
đựu con trước ngực, cùng các bạn xông pha chiến đấu để bảo vệ đoàn người, chờ bộ đội Việt Nam đến cứu. Lương thực khô kiệt, nước cũng thiếu, người mẹ phải nhai lá rừng cầm hơi thì còn lấy đâu ra sữa cho con. Đứa con gái mới 4 tháng của chị gào khóc đòi sữa. Để đảm bảo sinh mạng cho hàng ngàn bà con, chị cứa đầu vú mình, nặn dòng máu tươi cho con bú. Rồi máu mẹ cũng cạn nốt, chị ôm ghì mặt con vào ngực, ru rỗ cho con nín. Đến khi cảm thấy một khối mềm nhũn lành lạnh trên ngực, chị mới kinh hoàng và chỉ còn biết khóc thầm, rồi xoay con ra sau lưng, tiếp tục chiến đấu. Khi đến đất sống, chị mở hút khăn rằn, trao đứa con cho anh bộ đội Việt Nam, rồi ngất lịm. Người phụ nữ ấy là Xà Vây. Giờ đây trong ngôi nhà ở ngã tư Prasat này, các đồng chí đội viên công tác trở thành những nhân vật trung tâm trong bữa tiệc liên hoan. Anh em ai cũng săn sóc, gắp thức ăn, rót nước ngọt cho các đồng chí đội viên công tác. Anh Can chọn một lúc bớt ồn ào, hỏi Xà Vây bằng một câu tiếng Việt: "Cô Xà Vây này, đội công tác của cô đang công tác với đơn vị nào? Đố cô biết và trả lời bằng tiếng Việt Nam." Xà Vây chớp chớp đôi mi dài và rậm trên khuôn mặt tươi cười, đáp từng tiếng một: À, đội công tác em công tác ở binh đoàn Cửu Long, đoàn 7, phòng chính trị." Anh em cười ồ. Tôi hỏi tên hai cô kia rồi nói bằng tiếng Khmer: "Các cô Xà Vây, Chan Thu, Sam Mon này, bộ đội cơ động nhanh, thời gian gặp nhân dân ngắn ngủi, trong trường hợp ấy các cô sẽ nói gì với nhân dân?" Chan Thu Sam Mon nhìn xuống cười bẽn lẽn. Xà Vây đáp: "Nói bà con đoàn kết lại dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đứng lên tiêu diệt Pol Pot, Yeng Sary, cứu nước, cứu mình. Nói nhân dân Việt Nam đoàn kết thương yêu bộ đội Việt Nam của cụ Hồ, người ơn đã cứu mình." Tôi dịch từng câu cho anh em nghe, ai nấy đều tỏ vẻ xúc động. Các cô ăn uống trông ngon lành, thật tình như người nhà. Qua vài câu trao đổi, tôi biết Chan Thu và Sam Mon đều ở tỉnh Kandai, bị Pol Pot lùa sang Svay riêng. Chan Thu trước học trung học, biết một ít tiếng Pháp. Hai cô đã cùng với gần 20.000 dân Campuchia lánh nạn sang Việt Nam hôm ngày 6 tháng Giêng năm 1978. Nhắc lại ngày hôm ấy, các cô vui lắm. "Ồ, không có bộ đội Việt Nam thì chết hết. Chao ôi, Pol Pot nó đuổi ở phía sau." Sam Mon vừa nói vừa quạt bàn tay trước mặt. Anh Khải hỏi: "Các cô sang Việt Nam ở Bến Sắn phải không?" "Ôi, Bến Sắn phải rồi. Chúng em được đẻ lại ở Bến Sắn. Bến Sắn là quê em đó." Chan Thu nói dịu dàng, đệm vài tiếng tắc lưỡi hít hà. Anh Thẩm hỏi: "Từ chỗ này hai cô có biết đường về Kandai, quê hương của hai cô không?" "Biết chứ, quê em ở hướng này này." Chan Thu chỉ đúng hướng Tây Bắc. "Nếu đi luôn đến Nông Penh, các cô có thích không?" "Ồ, thích lắm chứ. Đi Bát Tam Bang, Siêm Riệp, em cũng đi." Ba cô lao xao tranh nhau nói. Bỗng dưng trong lòng tôi hiện lên hai tiếng hồi sinh. Trước nay tôi hay dùng, mà bây giờ tôi mới thấy hết ý nghĩa của nó. Ở ngoài sân gạch, trong các nhà bên cạnh, cũng rầm rang những câu nói bằng hai thứ tiếng lẫn trong giọng cười trẻ trung: "Samaki, đoàn kết Việt Nam Campuchia. Bong Bơ En, anh em Việt Nam Campuchia." Chiếc máy điện Honda đốt sáng mấy bóng đèn huỳnh quang trong ngoài sân, càng làm cho đêm liên hoan thêm náo nhiệt. Do kinh nghiệm bản thân, nhạy cảm với tình hình như chim én với mùa xuân, mà mỗi người ở đây, từ già đến trẻ, đều cảm thấy rằng mình sắp sửa bước vào những ngày lịch sử, ngày hội của những người lính. "Ơi đồng chí tư lệnh binh đoàn, hồi 13 giờ trưa hôm nay, tại sở chỉ huy cơ bản của Phum Đôn Tông, nhiệm vụ vinh quang đó là vâng lệnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và Bộ Chỉ huy Tiền phương của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Binh đoàn chúng tôi cùng với Binh đoàn 1 của Quân đội Cách mạng Campuchia đảm nhiệm một hướng, hiệp đồng cùng với các hướng khác và phối hợp
với nổi dậy của quần chúng, mở cuộc tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định cho cách mạng Campuchia. Đây là mệnh lệnh quân sự tuyệt mật, chỉ có mình tôi được biết và chỉ được phổ biến giao nhiệm vụ cho các đơn vị từng bước một. Tôi nhẩm tính, chỉ còn 2 ngày 3 đêm phải vượt qua trên 100 cây số đường độc đạo với hai con sông rộng. Địch vẫn còn rất đông, đang củng cố phòng thủ, mà phương tiện cơ động, nhất là phương tiện vượt sông, ta chưa kịp điều lên. Tôi phái đồng chí Phùng, phó phòng tác chiến, chạy ngược về Sveirien tìm anh Biểu, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 25 công binh, để giục đội phà nặng nhanh lên. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.